Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Sơn Hà Ấn, di tích cửa lớn của Bắc Mang Sơn. Tình cảnh này giống với 2 năm trước biết bao. Ơi, lúc đó lần đầu ta có được Sơn Hà Ấn. Lúc thần thức Ngao Du Ngạc Thành phát hiện khu vực Bắc Mang Sơn có cánh cửa đá thần bí. Ta muốn đẩy cánh cửa đá ra lại bất ngờ thất bại. Lần này thử lại. Trong di tích cổ Bắc Mang Sơn. Quả nhiên, cảm giác của ta không sai. Ta bây giờ đã có đủ sức mạnh đẩy cánh cửa này ra rồi. Luồng minh khí rồi sao? Luồng minh khí dao động này là lão thụ. Xem ra hắn đã mở cửa lớn ở trong di tích trận nhãn. Đáng tiếc, nay Tân Đình không ở trong tay cậu. Ta thật sự là tò mò. Cửa này rốt cuộc là thần tàng cảnh thì có thể mở. Hay chỉ có một mình lão thụ có thể mở? Không đáng tiếc, nếu Tân Đình còn đó, lúc trước ta trực tiếp trả cho lão thụ. Nói chung không đến mức cướp đồ của người ta. Cướp đồ người ta tự để lại cho mình. Cậu rất là rộng lượng. Chỉ là không biết chủ nhân của các trận nhãn khác có rộng lượng như cậu hay không. Đây chính là chuyện lão thụ cần phải phiền não. Cách 2 năm, chỗ này đúng là một chút cũng không thay đổi. Thậm chí ta còn nhớ anh Tư năm đó lúc mình cướp đoạt khô lâu ở trong tay của sĩ binh khô lâu. Đến tốt lắm. Quả nhiên, linh trí của đám lính đầu lâu này đều không cao. Hoàn toàn là vị quỷ tướng ở trung tâm di tích quỷ phục đang điều khiển. Cửa lớn của quỷ phủ. Cho ngươi thời gian là 3 hơi thở tự ra. Chờ đã, hình như ngươi không biết hô hấp. Hay là đổi thành cho ngươi thời gian là 3 giây thế nào? Lâu quá không gặp, ngươi. Không lấy vũ khí mới. Cứ như vậy tay không qua hay sao? Còn tính lấy chút pháp khí. Lấy vũ khí làm gì? Đánh cũng đánh không lại, chờ bị cướp hay sao? Hơn nữa, ngươi chính là người lấy mất Sơn Hà Ấn. Quả nhiên ta không nhớ lầm, ngươi có thể nói chuyện. Đúng, Sơn Hà Ấn là ta lấy đi. Ngươi nên thế nào? Tội thần cùng nghênh nã thần. Sao ngươi biết? Lúc trước khi ngươi uy hiếp tượng đá, dùng qua vũ khí mang tính đánh dấu của ngươi, cho nên thật không ngờ còn có thể gặp lại ngươi. Chờ đã, ngươi gặp qua thi cẩu, ta còn tưởng thế gian này, ngươi gặp qua thi cẩu đều chết rồi. Rõ ràng não trường, ngươi đi lại trước ngự tiền đều chưa gặp qua. Tội thần chẳng phải là chết hay sao? Còn là người dùng thi cẩu địch thần.
tướng mạo này của ta có giống lão thần vương hay không? Ngươi không lo ta là người gì đoạt pháp khí của hắn giả mạo hay sao? Ngươi nói đùa rồi, trên đời này ai có thể đoạt đồ của ngươi? Hơn nữa ngày thường ngươi cũng thiên biến vạn hóa, lần trước lúc ta gặp ngươi cũng không phải là bộ dạng bình thường. Thôi được, xem là lão thần vương ngày thường cũng thường mang theo mặt nạ biến mặt đi khắp nơi, ta đúng thật là để lại toàn bộ vật phẩm thường dùng rồi. Kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu. Ngươi bị lưu đày đến đây từ khi nào? Chỗ này không có xuân hạ thu đông, cho nên tội thần cũng quên thời gian rồi, khoảng mấy chục năm thì phải. Năm nay tội thần ngày nào cũng chịu dày vò, nay tội thần biết tội rồi, khẩn xin nã thần thả ta ra lấy công chuộc tội. Nay ta còn không hiểu người, không thể nào tùy tiện thả ngươi ra. Trò chuyện trước đi, lúc còn sống ngươi có thân phận gì? Hỏi tình hình trước, về tìm lão Trương đối chiếu đã. Chuyện gì thế này, lão thần ông ấy mất trí rồi? Hay là hắn thật sự không phải lão thần, dù sao thì vị đó lấy đồ của mình không cần phải lén nút. Thực lực lớn mạnh của thiếu niên trước mắt này cũng không thể nào làm giả, dù sao cũng đánh không lại, thành thật trả lời vấn đề đi. Tội thần lúc còn sống là thủ tướng Vương Thành, thực lực nhất phẩm. Ngươi tên gì? Hơ Uyên Huyền. Ta đang hỏi tên của ngươi đó, ngươi đánh vần gì với ta chứ? Hay ngươi xem qua phim hoạt hình của đảo quốc? Phiên âm là gì, hoạt hình lại là gì? Tội thần thật sự tên là Hơ Uyên Huyền. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Hơ Uyên Huyền. Trời, đúng là Hơ Uyên Huyền. Tên này về mặt ý nghĩa nào đó đều rất là vi diệu. Nói nghe xem, tại sao ta phải giết người? Bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói thật, run gì? Dạ, sở dĩ tiểu nhân chịu trừng phạt của người là liên quan đến một vụ án cũ. Đêm đó, người vi phục suốt tuần ở Vương Thành, tội thần phụng mệnh trực ở cửa thành Bắc. Tiếng gì? Vì vua ta động thủ, giết.